Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trận mưa lớn kỷ lục ở Trung Quốc xảy ra tại Bắc Kinh vừa đi qua, nhưng những ngày gần đây, nước này lại tiếp tục chịu cảnh chìm trong biển nước với trận mưa lớn nhất kể từ năm 1952 do bão số 11 gây ra, không có dấu hiệu giảm nhẹ so với trận mưa trước đó. Trận mưa lần này ở Hồng Kông và Thâm Quyến đều ghi nhận ở mức kỷ lục kể từ khi bắt đầu lưu dữ liệu nhật ký lượng mưa ở các địa phương. Mưa kéo dài gây ra tê liệt hệ thống giao thông, tuy nhiên may mắn thay hiện chưa có thiệt hại về người. Chính quyền Hồng Kông cho biết tính đến 20 giờ 15 phút ngày thứ Bảy, có 146 cư dân từ 8 đến 94 tuổi bị thương. Đặc khu đã cho học sinh nghỉ học, công nhân nghỉ làm và đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán. Theo hãng tin Reuters, các video trên mạng cho thấy nước đổ xuống sườn đồi dốc và khiến các con phố nhỏ bị ngập sâu đến thắt lưng. Các trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và đường hầm đều bị ngập. Mạng lưới giao thông của Hồng Kông đã bị gián đoạn nghiêm trọng và tình trạng này kéo dài đến nửa đêm ngày thứ Bảy. Qua nhiều video đăng tải cho thấy một số con đường bị lũ cuốn trôi một phần, trong đó có cả tuyến đường chính dẫn đến các bãi biển phía nam của thành phố. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô bị lọt xuống hố rộng đến vài mét do đoạn đường bị sập. Một hộ lý sống ở Hồng Kông có chia sẻ rằng bản thân người này chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này trước đây, ngay cả trong những cơn bão trước đây nó cũng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Cơ quan thời tiết Hồng Kông cho biết mưa đỉnh điểm diễn ra vào sáng sớm ngày thứ Bảy, mức cảnh báo mưa lớn giảm xuống vào lúc 18 giờ cùng ngày. Nhưng nguy cơ lũ lụt vẫn tiếp tục. Lãnh đạo Hồng Kông, ông Julie cho biết, chính quyền đặc khu rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực. Hồng Kông đã chỉ đạo tất cả các sở, ban, ngành ở thành phố phải ứng phó bằng nỗ lực toàn lực. Được biết hiện tại, nước lũ do mưa lớn dâng lên gây ngập tầng 1 trung tâm thương mại ở Hồng Kông hôm thứ Bảy. Mưa lớn bắt đầu trút xuống Hồng Kông từ tối ngày thứ Sáu. Từ 23 giờ tới nửa đêm, lượng mưa ghi nhận hơn 158mm, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1884, theo Đài quan sát khí tượng Hồng Kông. Các hố tử thần xuất hiện trên một tuyến đường đồi nuốt chửng xe hơi. Cơ quan y tế Hồng Kông cho hay ít nhất 110 người bị thương trong các vụ tai nạn do mưa lũ phải nhập viện, trong đó 4 người trong tình trạng nghiêm trọng. Giới chức đánh giá thiệt hại một đoạn đường sạt lở ở sau Kenwan. Chính quyền đã ban bố cảnh báo lũ quét, trong khi lực lượng cứu hộ phải triển khai hoạt động nhiều nơi trong thành phố. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cảnh báo người dân sống gần sông nên cảnh giác cao độ với thời tiết, cân nhắc sơ tán nếu nhà bị ngập. Xe taxi ngập trong nước lũ ở Hồng Kông. Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trần Quốc Cơ gọi trận đại hồng thủy này là cơn bão trăm năm có một trong một buổi họp báo hôm thứ Bảy. Ông chia sẻ rằng tình hình bây giờ giống như nước của bồn tắm đổ dồn vào một bồn tắm. Chắc chắn nước sẽ tràn ra. Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, ngập lụt có thể khiến Hồng Kông thiệt hại ít nhất 100 triệu đô la Mỹ. Trong trận bão Mangkhut năm 2018, Hồng Kông hứng chịu thiệt hại 470 triệu đô la Mỹ. Oliva Lam, người sống ở phía đông hòn đảo cho biết cảm giác như toàn bộ khu vực lân cận bị nước lũ cô lập. Một hầm để xe trong công viên chìm nghỉm dưới nước. Nước dâng gần ngập thắt lưng bên ngoài tòa nhà tôi ở. Đây không phải cảnh nghiêm trọng nhất trong khu phố. Mưa lũ ở Hồng Kông xảy ra vài ngày sau khi thành phố hứng chịu bão số 9, cơn bão mạnh nhất 5 năm qua. Bão số 9 đổ bộ Hồng Kông cuối tuần trước khiến nhiều hoạt động trong thành phố bị đình trệ và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Chính quyền Hồng Kông cho biết 86 người bị thương do bão. Đồng thời, hiện tượng mưa như trút nước cũng khiến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, một trung tâm công nghệ với hơn 17,7 triệu dân kế bên Hồng Kông bị ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân gây mưa lớn ở Hồng Kông và Thâm Quyến là do bão số 11, cơn bão đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc ngày thứ Ba. Mặc dù bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng đám mây di chuyển chậm của nó đã mang đến một lượng mưa khổng lồ cho những khu vực còn bị ngập do trận bão trước đó một tuần. Trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, nhiều hoạt động thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm biên giới giữa Hồng Kông và Thâm Quyến đã bị đình chỉ do mưa ngập. Truyền thông đưa tin hơn 100 con heo ở khu vực gần biên giới với Thâm Quyến bị chết trong nước lũ. Để đảm bảo an toàn, tất cả các trường học, một số ga tàu điện ngầm và văn phòng ở thành phố Thâm Quyến đã đóng cửa trong ngày thứ Sáu. Nhật ký lượng mưa cho thấy một lượng mưa lên đến 465,5mm đã trút xuống Thâm Quyến trong khoảng thời gian 12 giờ.
Đây là lượng mưa kỷ lục kể từ khi bắt đầu lưu dữ liệu ở địa phương này từ năm 1952. Truyền thông cho biết lượng mưa trong cả ngày của thành phố dự kiến vượt 500mm. Nhiều video cập nhật tình hình mưa lũ cho thấy toàn bộ khu vực ra vào của nhà ga đường sắt Thâm Quyến đều ngập nước. Các chuyến tàu nối Thâm Quyến với tỉnh Quảng Châu bị ngừng. Với khoảng 100 người mắc kẹt tại nhà ga, trước đó khoảng 10 ngày, với áp lực từ bão số 9 buộc Trung Quốc nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất, trong khi chính quyền Hồng Kông cân nhắc khả năng ngừng hoạt động toàn thành phố. Cụ thể, theo hãng Bloomberg, chính quyền Hồng Kông cho hay, có thể phải ngừng hoạt động toàn thành phố bao gồm thị trường chứng khoán 5.000 tỷ đô la Mỹ trong lúc bão số 9 đang tiến đến thành phố này. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết, vào 7 giờ sáng ngày thứ Năm tuần trước, theo giờ địa phương, bão số 9 cách Hồng Kông khoảng 450 km theo hướng Đông Đông Nam và sẽ áp sát Hồng Kông trong ngày thứ Sáu đến thứ Bảy. Bão số 9 có khả năng trở thành siêu bão mạnh nhất từng ập vào Hồng Kông kể từ khi bão Mangkhut càn quét thành phố cách đây 5 năm. Các nhà dự báo khí tượng Trung Quốc cũng đã phát cảnh báo đỏ vào 6 giờ sáng ngày thứ Năm theo giờ địa phương đối với bão số 9. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, gió bão đạt vận tốc 209 km/h. Bão số 9 được cho là sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển ở đoạn từ huyện Duyên Hải, Huệ Lai của tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông. Thời gian đổ bộ được dự báo từ trưa đến tối ngày thứ Sáu. Công ty đường sắt Trung Quốc đã thông báo ngừng hoạt động một số tuyến đường sắt chính và Thượng Hải tạm dừng tuyến đường Quảng Đông. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã trải qua những cơn mưa với cường độ lớn bất thường trong tháng vừa qua, phá nhiều kỷ lục khí tượng, như trận mưa lớn với lưu lượng lớn nhất trong 140 năm qua. Để lý giải về hiện tượng khiến Trung Quốc hứng chịu mưa lũ kỷ lục, một số nhà khí hậu học cho rằng đợt mưa này xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 5 kết hợp với áp cao nhiệt đới, đẩy luồng hơi ẩm theo trục Bắc Nam ở miền đông Trung Quốc, cộng thêm nhiều yếu tố địa lý tác động gây ra hiện tượng mưa lớn. Cụ thể, sự kết hợp của bão số 5 cùng vùng áp cao và hai dãy núi lớn đã tạo nên đợt mưa lớn chưa từng thấy, gây lũ lụt tàn phá Bắc Kinh và vùng lân cận. Bắc Kinh từ ngày thứ Hai đến sáng ngày thứ Tư đã hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Trạm khí tượng ở quận Sương Bình ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục 744,8mm trong khoảng thời gian này, mức cao nhất từ năm 1891, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc. Sao Sun, nhà khí hậu học tại Đại học California, Mỹ cho biết đợt mưa lớn này xảy ra do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với áp cao nhiệt đới đẩy lùi hơi ẩm theo trục Bắc Nam ở miền đông Trung Quốc. Luồng hơi ẩm khổng lồ này sau đó bị dãy Thái Hành Sơn và Yên Sơn ở miền Bắc Trung Quốc chặn lại, gây ra lượng mưa lớn. Chuyên gia này chỉ thêm rằng tình hình càng tồi tệ hơn khi bão số 6 hình thành trên biển Hoa Đông vào thời gian đó. Bão số 6 tiếp tục đẩy lượng hơi ẩm tới miền Bắc Trung Quốc, dẫn tới lượng thời tiết chưa từng thấy vượt quá khả năng giám sát, dự báo của cơ quan khí tượng nước này. Huyện Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh chứng kiến lượng mưa lớn nhất lên tới 1.003mm từ ngày thứ Năm tuần trước đến ngày thứ Ba vừa qua, tương đương tổng lượng mưa trong 2 năm ở đây. 4 trạm khí tượng tại Bắc Kinh và 10 trạm tại Hà Bắc ghi nhận lượng mưa hàng ngày chưa từng thấy trong lịch sử. Sao Sun cho hay đây là lượng mưa lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc kể từ năm 1964, phá kỷ lục của trận lụt năm 2012, từng khiến 79 người chết và hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng. Kể từ đầu thế kỷ 21, những trận mưa lớn đã xảy ra nhiều hơn ở miền Bắc Trung Quốc. Trong giai đoạn 1950-1970, vành đai mưa chính tập trung ở miền Bắc Trung Quốc, sau đó dịch chuyển dần xuống miền Nam trong giai đoạn năm 1980 đến năm 1990. Song từ đầu thế kỷ 21, vành đai mưa lại dần dịch về phía Bắc, ông nói. Theo ông, do miền Bắc Trung Quốc đang trải qua thời kỳ mưa lớn gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan và lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên hơn với mức độ lớn hơn. Đây là lý do giới chuyên gia cho rằng cơ quan khí tượng Trung Quốc cần nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo, trong khi chính quyền các tỉnh thành cũng cần cải thiện năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Sao Sun cho rằng hệ thống thoát nước ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc cần được cải thiện để chống chọi với thời tiết cực đoan, vốn có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Ông nói dù đây là thách thức lớn, nó sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ ngập úng đô thị trong mùa mưa. Được biết, đối diện với thiên tai, thường trực, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm nguy cơ lũ lụt đô thị. Trong đó, sáng kiến thành phố bọt biển được đưa ra vào kế hoạch xây dựng năm 2015. Mục tiêu của các thành phố này là giúp hấp thụ 70% lượng mưa để tránh nguy cơ ngập úng. Vâng, thưa
thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.